Khi hình dung về các vị trí công việc trong ngành công nghệ thông tin, phần lớn mọi người thường nghĩ tới hình ảnh một nhà phát triển phần mềm, một lập trình viên hoặc một lập trình viên máy tính. Nhưng trên thực tế, những suy nghĩ này mới chỉ phản ánh một phần câu chuyện. Điều mà hầu hết mọi người không biết là bạn luôn có thể bắt đầu sự nghiệp và thành công trong ngành công nghệ thông tin bằng cách làm việc trong các lĩnh vực khác, cần ít hoặc không cần đào tạo trước về kỹ thuật hoặc kỹ năng chuyên môn. Một trong những lĩnh vực này là IT Outsourcing, ITO, hay còn được gọi là hỗ trợ kỹ thuật. Đây là một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng với cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời. Ngành BPO, Business Process Outsourcing, đã tăng trưởng 4,4% từ năm 2012 đến năm 2016 và IT Outsourcing đóng góp một phần đáng kể trong sự tăng trưởng này. Hiện có hơn 160.000 công ty hoạt động hỗ trợ cho lĩnh vực này tại Mỹ và tạo ra khoảng 1 triệu việc làm. Còn ở Việt Nam, chỉ riêng trong năm 2015, ngành BPO đạt doanh thu 2 tỷ USD. Trong năm 2020 và xa hơn, ngành ITO tại Việt Nam đang trên đà phát triển với tốc độ thậm chí còn lớn hơn, với dự báo tăng trưởng sẽ đạt mức cao khoảng 20-25% mỗi năm. Thị trường ITO toàn cầu cũng được dự báo sẽ đạt 98 tỷ đô la vào năm 2024. Điều này đồng nghĩa với việc dù bạn là một người mới tìm việc hoặc đã có kinh nghiệm sẵn trước đó nhưng đang muốn bắt đầu một công việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ngành ITO có thể mang lại cho bạn nhiều cơ hội việc làm tuyệt vời với vô số cơ hội việc làm ở các lĩnh vực kỹ thuật hoặc phi kỹ thuật. Bạn có khả năng cao tìm được việc với mức lương tốt và tiềm năng thăng tiến lớn. Tùy thuộc vào từng công ty mà cấu trúc nhân sự hay lộ trình thăng tiến trong lĩnh vực này có nhiều cách phân chia và tên gọi khác nhau. Trong bài viết này, ta hãy cùng nhìn vào một ví dụ cụ thể tại Tech Experts, công ty đa quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực Technical Support. Tech Experts cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng và dịch vụ chuyên nghiệp cho các công ty lớn. Công ty hiện có hơn 7.000 nhân viên trên toàn thế giới tại 7 quốc gia khác nhau. Hơn 5.000 nhân viên đang làm việc trong lĩnh vực vận hành kỹ thuật và họ nỗ lực hàng ngày để xử lý các vấn đề của khách hàng một cách hiệu quả nhất có thể. Công việc của một kỹ sư hỗ trợ kỹ thuật, Technical Support Engineer, từ nay viết tắt là TSE, đòi hỏi tính kỷ luật cao cùng kỹ năng giao tiếp tốt. Các kỹ sư phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc khi làm việc và phải biết cách phối hợp hiệu quả giữa các team khác nhau. Công việc của một TSE cũng đòi hỏi một số kỹ năng về kỹ thuật cơ bản. TSE cần có kiến thức cơ bản về hệ điều hành, mạng, quản lý dữ liệu hoặc các ngôn ngữ lập trình. Các kỹ năng khác như giao tiếp, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng giải quyết vấn đề, ham học hỏi và suy nghĩ logic cũng nằm trong yêu cầu công việc. Có rất nhiều hướng đi nghề nghiệp khác nhau tại Tech Experts và công ty thì luôn khuyến khích sự tiến bộ và phát triển theo nhiều hướng đó. Sau một năm làm việc ở vị trí kỹ sư hỗ trợ kỹ thuật, dựa trên khả năng phân tích và kỹ năng sẵn có, bạn có thể chọn phát triển theo một trong ba hướng khác nhau. Thứ nhất, hướng thuần kỹ thuật. Thứ hai, hướng quản lý con người. Và thứ ba, hướng hỗ trợ nội bộ. Hướng thuần kỹ thuật, technical. Sau khi bắt đầu với tư cách là TSE cấp độ 1, bạn có cơ hội chuyển sang vị trí TSE cấp độ 2. Đây là lúc bạn phân tích, phát hiện và giải quyết các vấn đề về sản phẩm phức tạp hơn trong đa dạng các môi trường ứng dụng khác nhau. Về kiến thức, bạn cần ít nhất 2 năm kinh nghiệm về hỗ trợ phần mềm doanh nghiệp, hiểu biết về Linux hoặc Windows Servers, 1-2 năm kinh nghiệm về Network hoặc Database, ví dụ như MS SQL, Oracle, SQL, v.v. Việc có các chứng chỉ quốc tế như CCNA, MCSA, LPI hoặc có kiến thức tương đương là một lợi thế sẽ giúp bạn thăng tiến lên vị trí Technical Support Engineer Level 3 hoặc Subject Matter Expert. Hướng quản lý con người. Định hướng này bắt đầu từ vị trí Team Manager. Team Manager là người đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của team và đảm bảo khách hàng luôn hài lòng ở mức cao nhất. Ở vị trí này, bạn cần khả năng giao tiếp tốt, thấu hiểu giao thức dịch vụ khách hàng. Sau Team Manager, bạn có thể thăng tiến lên vị trí Section Manager và tiếp theo là Operation Manager. Hướng hỗ trợ nội bộ. Với định hướng này, bạn có thể phát triển ở một trong ba vị trí: đào tạo, Technical Trainer, đảm bảo chất lượng, Quality Assurance, hoặc quản trị hệ thống, Sysadmin IT. Tại vị trí Technical Trainer, bạn sẽ là người phụ trách chính việc đào tạo kỹ thuật, kiến thức về sản phẩm, tư duy về dịch vụ, chuẩn mực vận hành, cũng là người truyền lửa cho các team để đảm bảo tiêu chuẩn và tăng trưởng của công ty. Vị trí này đòi hỏi bạn cần ít nhất 3 năm kinh nghiệm về Technical Support hoặc Customer Support, 2 năm kinh nghiệm làm việc với Learning Management Systems. Sau này, nếu bạn vẫn muốn theo đuổi hướng đi này, bạn có thể phát triển thành Business Quality Partner, Quality Manager hoặc Master Instructor. Bất kể bạn chọn phát triển sự nghiệp theo hướng nào, ngành ITO luôn mang đến những thách thức mới và nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển. Rất ít ngành và nghề nghiệp mang lại niềm vui của việc sử dụng kiến thức chuyên môn của bạn để giải quyết các vấn đề của khách hàng.
và rất ít công ty như Tech Experts trang bị cho bạn chương trình đào tạo cần thiết để tiếp tục phát triển sự nghiệp theo hướng bạn chọn. Bạn cũng sẽ làm việc với một số tập đoàn hàng đầu thế giới trong lúc cộng tác với các đồng nghiệp trên toàn thế giới mỗi ngày. Tất cả những điều này làm cho công việc IT outsourcing trở nên hấp dẫn, thú vị và bổ ích. Không có gì lạ khi nhiều người đang chọn xây dựng sự nghiệp của mình trong ngành ITO. Bạn có thể là người tiếp theo. Hãy phát triển sự nghiệp của mình ngay hôm nay.